Quang Ai Duy Minh xin kính chào quý cô chú anh chị đã trở lại video tiếp theo của Duy Minh nè. Hiện tại giờ Duy Minh đang có mặt tại mộng nghệ sĩ ưu tú Du Linh quý cô chú anh chị. Bây giờ thì chiều quý cô chú anh chị ơi, anh em cũng mới thấy có mấy anh chị đến đây để là viếng mộ chú Du Linh nè. Đó. Em thấy chạy một vòng rồi ngừng lại rồi quẹo vô đây. Qua anh với chị này xuống giờ luôn rồi. Từ Nha Trang Khánh Hòa vô quê với cô chú anh chị. Chị đang cầu nguyện. Hải, Hải ơi. Sao rồi? Sửa lại đi. Sửa cái thăm neo lại. Hải có giả hiểu lầm. Hải bị chú Thanh Điền ổng lên ổng nói á, nói trên video á, để cái hình thăm neo để bên mẫu của cô Thanh Kim Hoài á, khán giả người ta hiểu lầm, ta tưởng là ổng ấy, còn đây là bên em làm để là chú Thanh Điền guitar, không có chụp bên ảnh bên kia, ta dễ hiểu lầm á. Ủa anh chị mình từ Nha Trang vô luôn hết anh ở Cam Ranh hả? Ồ xa dữ rồi, Nha Trang vô đây xa lắm á. Từ Nha Trang mình đi vô bằng gì chị? Mình đi máy bay vô xong mình lấy xe Honda mình đi chạy. À, đi máy bay vô tới đâu rồi mình mới lấy xe Honda mình chạy vô đây chị? Nghe nói là anh có ghé nhà của chị Hồng Loan hả? Mình ghé hôm qua hả sao anh hồi sáng? Chiều hôm qua ha. Giang cho chú ủng hộ lo. Dạ, anh xuống như anh có ghé anh có mua cái gì không của chị ủng hộ chị không? Mình mua gì chờ anh? Hả? Mình mua ấy hả? Mua đồ ăn ha. Đi xe máy luôn. Nha Trang á? Nha Trang là Thắng Quyền đó. Dạ, ở đó cũng làm gì? Em cũng làm chuyện biển dễ thôi. Làm biển ha, chúng ta phải chúng ta biển cho sẵn luôn. Em có xem đó sóng ngầm rồi đó. Dạ. Em chào anh nè. Mình ở đây Bình Dương đây luôn hả anh? Cầm nói chuyện tiếng luôn. Dạ. Nha Trang. Ủa gì? Anh điện à? Đúng. Tôi đâu có làm gì đâu. Không anh điện ông lên đứng chính khán giả của ổng. Ông nói ông phụ khán giả cũng gọi điện chia buồn gia đình ông quá chừng. Dạ. Trả lời mệt luôn. Nó tôi còn sống. Tôi đang ăn cơm đây nè. Người ta nói thằng ông Thanh Điền guitar mà người ta không biết ta tưởng là chú Thanh Điền này. Clip của Bùi Hảo dài hot lắm. Kia đâu nói gì. Thôi khán giả nói nhắn tin vô kênh của em á.
nói là nhắn là Bùi Hải nói mà khán giả người ta không hiểu á, nói là chú nói có một cái kênh YouTube gắn cái hình gắn cũng như cá phó để kiểu như là cái thumbnail á gây hiểu lầm. Tại người ta để cái hình chú Thanh Điền, nghệ sĩ Thanh Điền. Nhưng mà chính chú Thanh Điền cũng bị hiểu lầm nhiều, sáng giờ ông trả lời điện thoại rất là nhiều. Đúng rồi, cho nên là mình sửa cái đó lại. Cái người ta để cái hình chú Thanh Điền guitar mà có cái hình chú mà ông đâu nói chuyện cũng cười trên clip của chừng đó, ông đang cơm nó tui ra tại vì sao em để coi chụp có cái mộ của cô Thanh Kim Huệ, người ta tưởng hiểu lầm á, chứ em để lại mến hình của chú Thanh Điền guitar. Ờ, để cái hình chú Thanh Điền guitar rõ ràng mà. Nhưng mà nó dính cái mộ ấy, phía sau á. Trời cái đó là cái ông khu hút. Cái đó là để cho người ta tò mò đó. Đâu phải là có một mình chú Thanh Điền tên Thanh Điền không đâu. Đúng không? Thì được khán giả người ta hiểu lầm, em thấy cái mộ sao cô Thanh Điền ngoại đó, cho nên là người ta tưởng đâu ta hiểu lầm, khán giả hiểu lầm. Tới là khán giả hiểu lầm. Không có suy nghĩ. Chứ đảo mai mốt mà ra chụp cái hình mẫu cậu ở đây, cái đưa hai liên quan tới cái chữ Linh, cái nói cậu chết thêm lần hai nữa. Đúng không? Nó phải vô nhìn hình đồ nghe rõ ghê. Hơi xa đấy, đầy đủ hết. Hơi xa kìa. Dạ, đông lắm. Đây là khu ghi mộ nghệ sĩ mà. Chứ thăm xa ở đâu anh? Đấy, đó kìa. Chỗ hai cao á. Rồi, trước khi nào mình về lại ngoài chị anh chị? Đi ăn ngày mai á. Mai ha. Dạ. Dạ. Sau mà mình về lại quên lại chị còn ha. Dạ. Rồi, em cũng cảm ơn anh chị ha, đến viếng mộ chú ha. Dạ. Dạ. Đi tham quan tự nhiên nha anh. Ờ, có khán giả đến nữa nè. Có khán giả đến quý vị chú anh chị, mấy anh em mình sẽ chuẩn bị lao dọn mộ luôn ha. Đây. Đây. Ủa, bông bữa nay nó gũ dữ à, nắng quá nắng rồi. Bên kia dạ, cái này kia. Ở phía sau dạ, bên sau, dạ. Phía sau còn bên dạ. Kia phía trước. Dạ. Chào mấy cô nha, mấy cô từ đâu đến đây cô? Tới bên đây. Đến đây hả? Dạ. Ở bên cát. Ở bên cát. Dạ. À, cô mua cát. Bánh nha. Buổi chiều mua bánh. Bía cũng. Ông bánh dạ. Chú phải bánh bía mà bánh bía loại nhỏ cô. Loại nhỏ. Dạ, cái loại nhỏ. Bánh bía thì bánh bía sang chỉ. Dạ. Đúng ra là chú không biết ăn bánh bía nha. Chú kể là chú không biết ăn bánh bía. Nhưng mà sao mà đi xuống dưới Sóc Trăng á, là một cái bánh bía nhỏ vậy nè. Chú ăn thử ngon quá trời luôn cô. Chú khoái. Loại loại nhỏ. Mấy anh em để cho mấy cô thắp hương đi ha.
Đây con tháo vườn xong nè, mình lao dọn mộ luôn quý cô chú anh chị. Chiều. Dạ. 5 giờ qua viên mời cô ơi. Thấy chưa? Thấy mèo giỏi không? Đưa cho hai tờ giấy kia cầm với cái tổng tay. À, mình cũng lao dọn luôn á, quý cô chú về lao dọn mộ đi. Dạ dạ. Nhìn nãy nó cười. Anh giả đầu anh cứ cười miết anh Minh. Anh cười, anh cười em vụ vụ kia kìa. Dạ. Dạ. Sao cô cái này mình cho mấy anh em uống cà phê đây nè. Dạ cô cảm ơn cô nha. Vậy thôi anh nấu vàng nhãn giùm đi. Nha. Uống cà phê. Ừ, mấy dạ. Anh em ở đây vòng vòng đi uống cà phê. Uống cà phê ha, uống nước. Muốn uống dạ. Gì uống, không uống cà phê uống nước mía. Dạ. Cảm ơn cô. Thứ mấy cô con biết con cảm ơn cô. Cô 7. Cô 7. Rồi chú 7 mới về tới cô 7. Cô 7 hả? Lì xì cho mấy anh em trên đại. Đó. Con cảm ơn cô nhiều nghe, thay mặt các anh em luôn. Cảm ơn cô rất nhiều. Dạ chúc dạ. Chúc cô 7 được rồi, đừng kêu. Cô 7, cô 7. Chúc đừng kêu thêm ghê lắm. Dạ. Dạ. Cô 7 còn kêu chắc cô 7. Rồi. Cái này cô 6 hả? Cô 6. Cô 6 chứ. Bây giờ cô mấy? Dạ. Còn cái này là cô 6 chứ. Cái này cũng cô mấy cô 6 phải là đó. Hả? Cô mấy vậy? Em hả? Ờ, cô ba. Cô ba. Vậy là không ai học với cô sáu. Vậy là con gặp cô Đáp Anh nè. Nhớ không? Cô ngồi trên, con ngồi dưới, con kêu áo vàng nè. Gì hả? Dạ, bố Đáp Anh Bình Dương cô gặp đó hả? Gọi là áo vàng đúng không? Ừ, đây nè. À. Đây nè. Dạ. Rồi, con chúc cô Tết năm nay là mình làm ăn phát tài phát lộc nha cô. Dạ. Cô mình ở bên cát nè. Ờ mới gặp ba cô ở đây ở bên cát. Ờ coi mới coi. Dạ. Các bạn đá bóng á. Dạ rồi bữa nay bất ngờ cái bãi lên lì xì cho mấy anh em YouTube phải mộ nè. Cô bảy rồi. Dạ. Bye bye cô nha. Dạ. Bye bye cô. Dạ, bye bye cô. Dạ. Wow. Đó. Cảm ơn cô bảy cô kêu mấy anh em lại kêu Duy Minh lại gửi tiền cho anh em nhưng mà Duy Minh bàn giao lại cho anh thủ quỹ anh áo vàng với chú vậy để ngày mai gì đó mua nước cho mấy anh em uống đưa cho thủ quỹ ông giữ tiền rồi thủ quỹ ông giữ tiền lấy cái bụng ngón gà coi nè bụng ngón gà cái bụng ngón gà ngay cái bụng ngón gà thôi đừng có cà khịa ông nữa hồi ông ấy nữa vợ cười quá thôi thì mình lau lau mộ đi tao lau hết rồi anh ơi hả lau lại vợ cái gì mà thanh lý là kêu nó vàng vàng thanh lý nhanh lắm không gì không chịu có cái gì không chịu không có khán giả đâu lâu lắm lâu lắm lập đó hả? Gửi tiền quỷ đó. Cái Hải nó lau nhanh dữ ta. Sao hồi nãy em có lau lội đó. Em có lau lội. Bây giờ lau tiếp nữa đó. Nó ngọt cậu nhiều rồi cậu cũng khổ. Lấy lên liền chứ thấy ông sợ quá trời không.
Dương Tam Phong. Dương Tam Phong. Mà anh Phong mới nhận lọc anh lao mạnh như thật. Có sức đi. Có sức không? Nhận lọc rồi có sức. Chị kia chị gửi cho nhiêu nữa anh? Hai ba đầu luôn. Cô kia là cô kêu đưa cho Duy Minh á, Duy Minh mà Duy Minh bàn giao là cho ở đây là bàn giao là cho cô quỷ. Cho nó vàng nhận với tiếng kỵ. Duy Minh chơi chú miếng chú làm hậu coi. Đây ra đấy Duy Minh. Hả? Hai ông bà nó đi ra. À, đúng rồi. Hai ông bà đi ra. Cô chú ở đây mà. Cô chú ở bên cát mình mà. Không, không, hai ông bà này nè. Hai ông bà mới mới cho tiền sau này đó. Ờ, hai anh chị nè hả? Chị nè, là đại gia. Chị nói thánh quà, đoạn máy bay vô đây. Vô đây rồi xong mới đâu rồi. Cảm ơn anh chị luôn ha. Tôi gửi cho anh em nước. Giờ mình đưa cho quỷ uống nước luôn hả? Quỷ uống nước. Không, mình đưa cho quỷ rồi đổ xăng đi. À sao? Ừ. Đây, đâu có người. Không ít quá. Mình sao cũng được hết đó. Mình hết rồi. Rồi cảm ơn nha. Trời mới nói nãy giờ ngoan dữ ta. Chưa phát quyên nha con. Nãy là chú dạy áo vàng. Ủa, quên lâu giờ là dạy áo vàng vậy. Dạy mèo là mèo ngoan rồi đó. Cái gì mình phải ngoan gì đó, đúng người ta mới thương. Người năm chục luôn á. Trời. Nội ông kia nhanh chứ trời. Chưa gì hết, cái đó đẩy từ từ đi, gì tính trước chân trời. Giờ Phong có nói giờ tài khoản anh bị hạ sang rồi. Thôi ơi, làm giờ đi. Rồi chị xong chưa anh? Nước thì... Xong chưa Thắp Hương coi? Hay là còn ấy? Còn cái đèn nữa hả? Còn cái đèn nữa hả? Còn đèn để anh phụ cho. Ồ, vậy là ngon lành rồi đó chứ, gì mà ít, nó là ngon rồi đó. Cảm ơn. Sao cái này nó đổ lét rồi ta? Đi gọi, đi gọi. Biết tiếng Anh luôn á. Có nói tiếng Anh cho chú nghe đâu anh. Lưu loáng luôn á. Ê, đét đỡ. Ê, càng sẵn gì anh. Nói đâu. Chiều qua đợt mèo, mèo. Nghe chú Phong đâu, biết chú Phong biết tiếng Anh luôn á. Con nói chú Phong biết mèo. Rồi, giờ bây giờ anh nói cho em nghe câu coi. Đét lỡ. Không có, để nói tiếng Anh nè. Tiếng Anh. Đó hay không? Anh nói được cái tiếng Anh rồi phải chưa? Anh nói được rõ ràng. Anh. Nói mèo. Đó hay không? Giờ nói tiếng Anh cho mèo. Anh thôi. Mèo nói là let go, mình nói là let lỡ. Nói sao? Là lỡ let. Là let. Let go là lên đường. Cái gì? Vậy là ai sắp đi là mình kêu là lên đường. À, đốt một chút thuốc cho chủ. Thuốc này của khán giả gửi cho mình giờ còn mười mấy điếu hả? Hai bốn sáu, còn sáu điếu rồi. Khán giả chờ. Hai mười bốn mười tám lăm. Hai mười tám. Hai mươi năm tám. Mười mười lăm à? Mười lăm mình tám lại cái giặt dầu. Tiền không có cần mở đâu mèo. Mà mèo thì nó cần mở. Cứ mở cái đèn chập ra để nó bỏ cái đèn sáp vô cái này nó cần mở. Let's go ha, lau mộ hay là ghê không? Không biết giữ let's go lau mộ rồi. Coi giờ ơi, cho chú tờ giấy đi. Let's go dùng. Cho đi cặp gấp giờ ở nhà không ai nè con. Đến đâu? Đóng nắp.
Tài lộc đến. Tài không có này, tài lộc đến mày. Tài lộc đến buổi chiều hả? Sờ thấy anh Phong chiều nó vui vui không ha? Có lộc mà vui đó. Nhớ nhớ đừng có đứng án ngay chỗ này em Phong. Rồi chỗ đó không? Ờ. Tại vì em thấy anh hay đứng án ngay điện thoại. Dặn trước mới được. Dặn trước đã rồi có. Năm mươi và hôm nay là ngày 14 tháng 11 năm 2023. Con tên 36 tuổi, có kênh YouTube Duy Minh Vlog. Thắm luôn trình diễn các việc các ngày tổ thành thông màu về để ra những trận thành và mượn cảnh long hồ phát cũng như các bạn đồng hương cũng như chúc mừng sự tú lương chuyên viên thạch võ nhân ngoan có danh tâm giáp sinh ngày 10 tháng 12 năm 1958 và mất ngày 5 tháng 3 năm 2023 du lịch ngày 14 tháng 2 năm 2023 âm lịch năm Quý Mão hùng thọ 66 tuổi. Hôm nay Duy Minh xin thắp tiên hương cho bà con cô bác đằng xa trong lòng ngoài nước gửi gắm với Minh và là đặc biệt là chúc hôm qua là anh ở nước ngoài và không có dục chí, không có dục chí đó lấy ra chỗ đó đâu phải chung dục mình dục là dục đúng chỗ cho chú cho Ma Quỳnh cái này giấy sạch ở giấy dơ đây. Đúng rồi, dơ cũng phải bỏ vô sọt rác chứ sao con để mình chú. Em có nhang chưa? Hả? Đang làm caramel. À làm caramel hả? Không làm báo hết buổi sáng cho tôi báo tôi gì đi dùng gì dùng gì caramel có cái cây không biết xài sao mà cây thành quả thằng giả đến nữa kìa quỷ của chú anh chị à. Bây giờ con làm caramel cho chú được không hả à. Được không thôi nó chơi vậy thôi rồi. Thử lòng nguyên tử vậy thôi. Năm, bốn, sáu, tám, rồi. Mấy đúc, đúc, đúc luôn giùm trai hả? Cổ che rồi cái này là hết rồi. Nhái. Cái này là hết rồi. Cái này là hết chiều nay khán giả đến nhiều quá ha hay là đỡ mát đến viếng ta chờ cho anh rồi ok giờ Duy Minh xin thắp hương xung quanh ha quý chú chị Nam Mô Di Phật giờ trước khi rời á là mình phải thắp hương xung quanh quý chú chị mời bạn Nam Mô Di Phật Nam Mô Di Phật Nam Mô Di Phật mình lại tới cái mộ của cô Thanh Kim Huệ mình nhớ Nam Mô Di Phật
sáng Hải nó để cái thumbnail mà có cái tấm hình mô Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nhiều khi khán giả hiểu lầm á. Đây là mẫu của cô soạn giả Nhi Kiều và chú Tâm Văn ha. Nam mô A Di Đà Phật. Cô với chú á, là trước đó là bầu xô, vừa là bầu xô mà vừa là soạn giả luôn quý vị, chúng chị. Quê của cô chú thì ở Bến Tre, ở dòng Chơm Bến Tre. Nam mô A Di Đà Phật. Sớm thì Duy Minh cũng đọc được cái thông tin, những cái bình luận của cô chú bác nói mà có anh em nào đăng cái thông tin là chú Thanh Điền qua đời, nhưng mà kiểu như không có ghi rõ đó quý chú chị, và có chụp cái hình. Nam mô A Di Đà Phật. Thì Duy Minh kêu anh em đó sửa lại quý chú chị, tại vì mình không có nói, nhưng mà mình chụp cái hình ảnh á ở cái ngôi mộ của cô á, cho nên là người ta hiểu lầm. Nam mô A Di Đà Phật. Duy Minh kêu mấy anh em sửa lại, sửa lại đừng có để nhiều khi khán giả hiểu lầm á. Nam mô A Di Đà Phật. Đó là chú Thanh Điền guitar nghe, chú Thanh Điền guitar. Còn chú Thanh Điền mà chồng của cô Thanh Kim Huệ đó là nghệ sĩ nhân dân. Nam mô A Di Đà Phật. Còn cô chú kia là chỉ là nghệ sĩ bình thường thôi đó. Nghệ sĩ bình thường thôi. Nam mô A Di Đà Phật. Giống như là nghệ sĩ đường phố đó quý chú chị. Ông cũng được nhiều khán giả yêu quý ông đó. Nam mô A Di Đà Phật. Cũng là tên là Thanh Điền luôn. Đó, vì mình muốn nói gõ cho bà con cô bác biết ha, không phải là chú Thanh Điền kia đâu. Nam mô A Di Đà Phật. Sáng giờ mình cũng có đăng nữa, nhưng mà vì mình để hình ảnh và ghi rõ ràng cho nên là bà cô bác cũng biết ha. Nam mô A Di Đà Phật. Vì mình để là nghệ sĩ Thanh Điền guitar đó, và Nam mô A Di Đà Phật. Và không có hình ảnh của Nam mô A Di Đà Phật, và có hình ảnh của chú luôn cho nên khán giả ta biết. Nam mô A Di Đà Phật. Ồ, nước à. Nam mô A Di Đà Phật. Chị Minh định chiều nay đi quay ở trên Sài Gòn, nhưng mà chắc phải đổi lại quý anh chị, chắc phải đi về quê quay một số. Nam mô A Di Đà Phật. Một số mà món quà mà bà con cô bác gửi tặng cho Duy Minh, cô Minh Nga nè, anh Hoàng Nam nè, gửi mấy món quà đó khán giả chưa thấy được nữa, món quà rất là đặc biệt luôn. Nam mô A Di Đà Phật. Buổi chiều nay mẹ của chú Tiểu đi tứ cây ha, tứ cây với tứ rửa mộ. Nam mô A Di Đà Phật. Hello chị, sao không cho thấy mặt chứ chị? Đó, buổi chiều là tứ cây rửa mộ. Ở đây nhân viên hội viên người ta cũng làm quý anh chị, thường thường ta làm buổi sáng với buổi chiều, ít có làm buổi trưa mấy cái tứ cây rửa, ta tứ buổi sáng với buổi chiều không à, cho cây nó mát, nó không có nó nhiều khi nó nắng nóng á, mình tứ quá nóng quá nó úng nó chết. Nam mô A Di Đà Phật. Đó, chiều nay cũng có một người anh chị ghé nhà chị Hùng Loan đó, cũng gửi tặng lọc nước quý của chúng chị cũng mấy trăm ngàn đó, rồi cô kia cũng tặng mấy trăm ngàn luôn. Rất là cảm ơn anh chị cô chú đã gửi tặng nha mấy anh em mình những món quà ha, tinh thần. Cảm ơn cô chú anh em nhiều lắm, nãy tặng mấy trăm anh hai trăm dạ. Nãy cũng gửi cho Duy Minh, Duy Minh kêu anh áo vàng nhận quý chúng chị đó, cho anh áo vàng anh có mấy anh em đây nè, mẹ ảnh gửi cho nó dễ ha quý cô chúng chị. Ảnh ai có mặt ở đây thì ảnh gửi đó. Thì Duy Minh cũng rất là cảm ơn chú đã ban lọc cho tất cả anh em con đây, con cảm ơn chú nhiều.
và chúc chú và cầu nguyện cho chú mau giảng sanh về miền Cực Lạc và tu hành tinh tấn mau trở về miền Hòa Quốc nha chú. Bây giờ thì video đến đây thì Duy Minh cũng xin chúc cho bà con cô bác càng xa trong ngoài nước thật là nhiều sức khỏe, làm ăn phát tài phát lộc. Xin chào bà con ạ.